sono amici di Alessio Gentili. Noi scendete con la Daniele. Xin chúc mối quan hệ giữa hai quốc gia Việt Nam và Ấn Độ ngày càng phát triển mạnh mẽ, bền vững và hướng lên tầm cao mới. Xin chúc các chị em phụ nữ ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 thật nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc.